Đây là lần đầu tiên mình sẽ quay cảnh buổi tối trong bảo tàng cho các bạn xem nha. Đây nè, cho các bạn xem cái này nè. Đó, một bức tượng sáp nha. Đây chắc là tượng sáp của một nhân vật người ngoài hành tinh nha các bạn. Đó, ý như thật luôn, không thể tin được. Mũi nhọn nè, mắt nâu môi trầm nè. Đó, ui, cái gì ghê vậy ta. Đây hình như là xác ớt các bạn, nó bị xiềng xích kìa. Đó, chỉ có một con mắt ở trên đầu thôi, trông có vẻ rất là đau đớn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ dắt các bạn qua khu vực bên đây. Đó, hình như có một tên lính đang cầm một cây súng hay sao đó. Trời má ơi, cái đầu nó là đầu con chim nha các bạn, nhìn ghê quá à, hình như con quạ hay con gì á, cầm cây súng nữa. Qua bên đây coi, đây là nhân vật, một trong những nhân vật trong mắt quẹo hay sao các bạn, mà sao không biết nó lơ lửng. Trời trời, nó quay được luôn các bạn. Đó, phía sau của nó hình như là cái cắm mà có động cơ nữa. Nó đang bay lơ lửng trong bảo tàng nè. Này, quay cảnh toàn cảnh trong bảo tàng cho các bạn xem nè. Rất là nhiều tranh nha các bạn, tranh quý hiếm lắm. Trời, bắn luôn kìa. Trời, nó bắn xong mà nó quay chỗ khác, nó không thèm nhìn luôn các bạn. Trời, nó quay lại nữa kìa. Tên lính này có vẻ nguy hiểm thiệt. Rồi, qua cái con xác ớt này coi. Ghê quá, nó cũng quay được kìa các bạn. Trời, nó chuyển động luôn kìa. Rồi, nó nhìn xuống. Ôi, hình như nó có thể to lên kìa các bạn. Trời, ghê thiệt. Nó to lên tới cái nóc của cái nóc của bảo tàng nha các bạn. Mình mãi nó rất là nhiều xiềng xích nha các bạn. Mình quay, ơi, cái ông người ngoài hành tinh này ghê thiệt, biến ra mấy con dơi luôn á. Ông quay vòng tròn nè, đầu của ông bóng lưỡng luôn á các bạn. Ông mặc bộ áo này, cái áo dài khăn nóng quá. Giọng cười ông thấy ghét thiệt. Ê, cái con xác ớt nè, là gần nó coi. Ê, cái con người lính người chim này nè, bay lên lửng luôn cả các bạn. Mình sẽ đi dạo một vòng coi, xem coi có gì nữa không nè. Như chỗ kia có mấy cái tượng sáp nữa kìa các bạn. Trời, cái ông này là cái nhân vật gì đây? Chắc ông đang rèn một cái thanh gươm quá. Ông ta ông cầm cái búa kìa các bạn. Đó, ông có cái bộ râu mà giống như cái nam châm mà. Đó, nhìn ông ghê thiệt. Đây, một cái tảng đá lơ lửng phía trên mà. Hả, giống chư bắt giới quá vậy. Mình mẩy kìa. Trời, dính cung tên luôn các bạn. Máu me tùm lum á. Nhìn cái ghê thiệt. Cái răng mọc vậy sao không nhổ đi, không biết nữa. Để nó chĩa ra cái ghê. Đằng kia kìa các bạn, có một cái áo giáp. Ôi trời trời, bên trong có một con gì ghê đen thui à. Ôi, ghê quá. Mình quay qua đây rồi. Trời, cái con gì mình ghê thiệt các bạn. Nhìn nó ghê không, không biết nó là con gì luôn á. Giống như con cóc rồi đó. Sao nó chậm chạp mà tiếng kêu nó ghê quá à. Ôi, cái lưỡi nó le ra các bạn. Ơi, nó có râu nữa các bạn. Ôi, nó nhìn qua nhìn lại kìa. Tai chân của nó to đùng mà gân guốc không à các bạn. Chắc đây là loài cóc trong truyền thuyết để nó bảo vệ cái bảo tàng này quá các bạn. Trời ơi, nó hả miệng ra nó gần rồi các bạn. Trên đầu của nó có 6-1 luôn á. Trời, nó nhảy một cái làm rung động cái bảo tàng luôn các bạn ơi. Mấy con kia, mấy cái tường sắt kia nó sợ luôn rồi các bạn. Ôi, mình chạy ra nha các bạn. Mình chạy qua khu vực khác này. Ui, cái gì ma quái gì bại tùm lum trong bảo tàng này. Đúng là buổi tối trong bảo tàng ghê quá các bạn ơi. Mình chỉ review lần này thôi đó. Rồi, mình qua căn phòng khác nha các bạn. Đây mình sẽ review cho các bạn xem mấy cái bức tranh quý hiếm trong bảo tàng nè. Đây, một cái bình cổ nè. Mấy cái bình cổ này chắc niên đại nó lâu lắm luôn á. Đó, buổi tối mấy bức tranh này rất là đẹp nè các bạn. Có nhiều tranh mà chắc tranh nổi tiếng thôi. Mình không có rành về tranh lắm. Đây, có một cái bức tranh đằng xa kìa. Mình sẽ đi lại gần cho các bạn xem. Đây, một bức tranh này các bạn nếu biết tên các bạn thông tin cho mình biết nha. Đó, đây bức tranh có 4 người nè trong một bức tranh nè. Đó, ở đây có 5 người trong một bức tranh nè. Đây, rất là nhiều tranh quý hiếm đó các bạn. Đây là toàn cảnh trong buổi tối ở bảo tàng mà mình chỉ review một lần duy nhất cho các bạn xem nha.
cũng sắp hết thời gian được cho phép vô đây. Đó các bạn, đó có cái chuồng nó kêu, nó báo hiệu rồi đó. Rồi chắc mình xin chào các bạn nha. Mình sẽ về nhà đây thôi. Xin chào các bạn.